Dạ, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay Toàn vừa bọc xong chiếc lanh do anh Hồi ở Thái Nguyên gửi hạ, gửi lanh về để bọc. Bọc bạc chiếc lanh lên hình đầu rồng. Đây là khi đeo lên trên cổ. Đây. Sau đây thì Toàn sẽ chuyển sang camera sau để cho mọi người cùng xem chi tiết mẫu. Đây là chiếc lanh của anh Hồi gửi về thì chiếc lanh cũng chỉ dài khoảng 7 cm thôi. Đến khi bọc xong thì tổng lên tầm 8 cm. Đây, nhanh này, nhanh này cũng rất là nhỏ nhắn. Bọc lên mẫu bạc đầu rồng rất là ngầu. Phía trên là hạt chanh lửa đính đá đỏ. Trong miệng cũng được ngậm viên đá màu đỏ luôn. Đây. Mẫu đầu dòng này cũng khá là đẹp. Nếu anh em là có chiếc lanh hay muốn quan tâm tới mẫu này thì có thể liên hệ Toàn qua số Zalo 0962 884 336. Toàn nhận bọc bạc lanh heo các mẫu và nhận thiết kế các mẫu theo yêu cầu. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.